Nữ quái nhìn như chị đẹp vào shop dở trò nhét 10 bộ quần áo vào người trong 15 phút. Hôm nay ngày 8 tháng 1 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Lợi dụng chủ shop vừa làm việc nhà, vừa bán đồ, vừa bán nước, nên nữ quái đã có màn trộm đồ siêu tinh vi. Qua đây cổ chủ lắc đầu chán nản tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự, cạn hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Mới đầu năm đầu tháng mà lỗ sạch vốn coi như mất hết cái Tết. Tình huống ra sao, mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể, diễn biến xảy ra tại một shop ở khu vực phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Từ hình ảnh camera an ninh ghi lại, một người phụ nữ chạy xe hiệu SH1 trông khá xinh chạy vào shop. Thời điểm chị chủ shop vừa trông con, lau nhà, vừa bán đồ, vừa bán nước nên hơi lu bu mất cảnh giác. Người này vào lựa đồ sau đó tranh thủ trộm hơn 10 bộ đồ, giấu vào người và giấu vào cái túi mang trên tay. Trị giá đồ bị mất khoảng 7 triệu đồng. Trước khi rời khỏi, người này còn mua một ly trà đào để tạo tin tưởng. Nữ quái vào shop và rời khỏi chỉ trong 15 phút. Một câu chuyện khá buồn cho chủ shop cũng như là lời nhắc nhở các shop khác cẩn trọng. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Đa số sau khi xem xong clip trách chủ shop quá lơ là. Thời gian 15 phút khá lâu để chủ shop cảnh giác, nhất là trộm tận 10 bộ quần áo mà không hay không biết thì coi như thua rồi. Được biết, cô chủ đã trình báo cơ quan chức năng để truy vết tìm bắt đối tượng, nhưng quan trọng là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, công an đã có mặt, trích xuất camera, truy xét những đối tượng liên quan. Còn bạn, bạn thấy sao về pha chị đẹp trộm 10 bộ quần áo vào người hết sức manh động này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.